Hello mọi người, hôm nay Duyên sẽ chia sẻ với mọi người cách mà Duyên sạc con xe điện của mình nha. Thì đây là cái trụ sạc, nó tên gọi là Evigo, cách nhà Duyên cỡ 5 phút. Sáng nay thì Duyên cần đi đến hỗ trợ một địa điểm tiêm vaccine Covid-19, nhưng mà hôm qua đã xài hết điện rồi. Vì Duyên đang gấp cho nên là phải dùng đầu sạc cấp tốc, nó mắc hơn bình thường một chút xíu nhưng mà sạc siêu nhanh luôn. Chỗ sạc thì nó nằm bên phải xe, nhìn giống như bình xăng nhưng mà khi mở ra là nó có hai đầu sạc ở bên trong. Khi sạc bình thường thì mình chỉ cắm vào ổ phía trên thôi, nhưng mà nếu sạc cấp tốc thì Duyên sẽ dùng đầu đôi để cắm vào cả hai ổ. Sạc cấp tốc thì giá của nó gấp rưỡi bình thường, nhưng mà so ra với xăng thì nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Sau khi cắm xong thì Duyên sẽ dùng thẻ thành viên để trả tiền. Nếu mà không phải thành viên thì giá nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Cái thẻ thì Duyên để trên xe, nó kết nối với thẻ tín dụng của mình và nó nhìn giống như vậy nè. Bây giờ Duyên sẽ nhấn nút bắt đầu và nó sẽ yêu cầu mình trả tiền. Sau đó chỉ cần đưa thẻ thành viên vào gần vùng cảm ứng thế là xong. Nó sẽ mất vài giây để kiểm tra thẻ của mình và kết nối với xe. Dấu tích xanh xuất hiện thì nguồn điện sẽ bắt đầu chạy vào xe và nó sẽ bắt đầu tính tiền. Mọi người thấy là xe đang nhấp nháy đèn màu vàng, có nghĩa là đang chờ sạc. Cái đầu sạc đôi thì nó rất là nặng và dày hơn so với bình thường để đảm bảo an toàn khi nguồn điện chạy qua. Duyên vừa cắm vào mấy giây thôi nhưng mà màn hình đã hiển thị sạc được 8% rồi nè mọi người. Nó sạc nhanh còn hơn cả điện thoại nữa, và cùng lúc này thì đèn ở trên xe Duyên nó cũng chuyển sang màu xanh dương, có nghĩa là nó đang sạc. Lúc này trên xe thì sẽ có một cái đường màu trắng chạy trên cục pin và hiển thị 10:09 nó sẽ đầy. Sau 5 phút thì Duyên đã được 14 miles, là có thể chạy được hơn 22 km đó mọi người. Vì đang gấp cho nên là Duyên sẽ dừng sạc ở đây. Để dừng thì mình sẽ bấm nút stop màu đỏ trên màn hình và chờ cho đèn xe chuyển từ màu vàng sang màu trắng là mình có thể rút đầu sạc ra. Duyên sẽ bỏ đầu sạc lại chỗ cũ và đóng nắp ổ sạc. Thì giá sạc hôm nay cho đầu sạc cấp tốc trong 5 phút là cỡ 25.000 tiền Việt Nam thôi mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, hẹn mọi người video tiếp theo. Còn bây giờ thì Duyên phải đi gấp lắm luôn.